gặp lại. Đang trở lại đối với các cầu thủ bên phía lưới báo mình. Họ vẫn đang thân. Thi đấu rất ung dung và thanh thản. Thì vẫn đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-0 trước Vĩnh Long FC đến từ Vĩnh Long. Mọi người rất hay. Đỗ Kim Thái một cú sút của Đỗ Kim Thái sát ngay góc. Rồi ngày thi đấu thứ hai và trận thi đấu thứ ba của Lê Minh FC tại giải ở Cần Thơ. Mọi người đang khởi động. Sau hai trận đầu tiên đã có hai chiến thắng và thẳng tiến vào vòng tứ kết. Rồi, trận đấu thứ ba này là trận đấu thủ tục nhưng đội Lê Minh FC sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để cho anh em xem nha. Rồi giờ thì cùng xem mọi người khởi động. Đây Đồng Môn, Chén Hối và Bé Chí đang khởi động ông. Chí Lai, Đinh Tuấn Thành, Ngọc Lành, Kiên Hà Gia, Nam Ca đang khởi động. Đinh Thành và wow, kiểu phong cách rất đẹp. Và bấm bóng của Bell đi gửi và đảo chân của Taka tiếp tục gương mặt quen thuộc của Lễ Minh FC. Rồi đối thủ của Lễ Minh FC là Underwear Relax Vĩnh Long. Tới Lễ Minh FC đang ghi danh sách đội. Để hoàn tất thủ tục thi đấu. Thôi trận này mình đã vào rồi, chắc chắn vào rồi. Anh em chèn xứng với nhau đá rồi nha. Trận giờ chắc chắn, giờ mình chơi những phong thái của mình, tức là mình sẽ không thả cho ai hết, dẫn hết mình. Nhưng mình kèm sức, giữ sức, làm sao để với dòng trong mình có lợi nhất nha. Hạn chế thẻ, hạn chế lỗi, hạn chế chấn thương nha. Kết quả hôm nay chỉ cần có điểm thôi nha. Thôi. Ok nha, bình thường nha, thoải mái nha. Thoải mái đi. Mấy em phòng ngự tập trung nha. Mấy em nhỏ. 1 2 3 Lưu Minh. Trước mắt chúng ta chính là trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ ba của Lê Minh FC. Trận đấu cuối cùng của trận vòng bảng của Lê Bá Minh và đấy là của Vĩnh Long. Và đúng lúc này thì chúng ta cũng đang đầu tiên coi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Thi đấu được chủ sức sắc Đinh Thành công hiến trên sân số 2. Để trở liên tục tại cao bất thường. Trận đấu hôm nay. Và để tiền cho các bạn được theo dõi thì chúng tôi cùng đến hình lại đội xuất phát. Tại ca đội bóng mình hôm nay họ ra sân với người mang quang đội trường. Cú sút ngay của Tại ca. Các cầu thủ màn áo số 19 đó là Duy Khánh. Khánh đầu số 3 thuộc về Văn Tài và Tính Sự Khung Thành thuộc về Duy Trắng. Thủ cuối cùng đó là cầu màn áo số 12 đó là Milai. Cú vô lê. Wow. Cú vô lê rất mạnh của Đinh Thành. Sói ca Đinh Thành và Tính. Tuy nhiên lúc này thì Lê Bảo Minh đang trở lại với bàn gầm chỉ hay còn sẽ bóc tốt hơn. Pha quả hán rất hay. Và xin chào Phan Văn Thủy đến từ Phú Quốc. Xin chào thành công. Phan Thủy đang cầu vụ đối với Thủy Lắc của Vĩnh Long. Xin chào Vĩnh Long, xin chào Lê Kiệt. Xin chào Đinh Tức Hân. Xin chào Võ Văn Ngọc, xin chào Căng Vũ Ngu. Nam Ca Ca. Xin chào tất cả mọi người, quý em quá. Pha dứt mũi của chưa có bàn thắng được vào thì chỉ hay nhưng không đánh bại được thủ môn được bạn. Đường bấm banh. Chỉ hay ra. Và tỷ lệ rất tốt khi Haya chuyền về cho thủ môn Chán Hói. Đinh Tuấn Thanh 1-1 và Sở Hán. Nam Ca Ca đã lấy được bóng rồi. Tiếp tục một pha sút của Đinh Tuấn Thanh và tiếp tục. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem hai đội bóng này là bóng nào sẽ lần đầu tiên vượt lên trong trận đấu hôm nay. Kết quả bên đây là không đều. Chuyền lên không thành công của đội bạn Nam Ca Ca. Pha chín mũi ngay. Pha bay người rất tốt của thủ môn đội bạn. Và một pha chín mũi của Nam Ca. Và họ vẫn đang chứng minh điều đó khi đã có hai chiến thắng. Pha dứt điểm cận thành của Nam Ca Ca. Một không. 1-0 cho trận đấu ngày hôm nay. Một đường chuyền ngang của Đinh Tuấn Thành.
và Nam KK kết thúc Cần Thanh. Và ghi bàn rất hay của Nam KK. Tổ 3 vào rồi. Pha xử lý không thành công của thủ môn áo số 19 xin biết từ đại học Sài Gòn. Chúng như tính tăng của thủ môn đại học Cần Thơ. Không có phạm lỗi. Cơ và cũng quen thuộc ngay của Tài Ca. Bóng vào. Bóng là dội chung Khánh Bèo dăn ra ngoài. Đất tiên. Một ngày thi đấu sẽ thực sự khó khăn đối với Đi Lăng Chùa Vĩnh Long. Thì đối thủ vừa thực sự là đáng gần. Và một lần nữa thì cũng xin gửi lời chào đối với tất cả các mọi người đang tham dự buổi phát sóng trực tiếp trận đấu ngày hôm nay. Chuyền ngang qua một pha dứt điểm không thành công của Tài Ca. Một pha tì đè rất tốt của Khánh Bèo. Chuyền ngang cắt bánh được rồi. Đinh Thanh đang làm cái gì đấy? Vẫn lấy được bóng. Đây là sân ga Đinh Thanh. Đinh Thanh được chuyền ngang Khánh Bèo. Wow, một pha dứt điểm không chính xác. Xoay người dứt điểm rất gần của rất nhanh. Và xin chào Tăng Minh Tâm. Xin chào Thật Thắng. Khánh Bèo. Xin chào Phúc Hoàng. Pha dứt gót Khánh Bèo. Mỹ Lai. Và cũng xin thông tin đối với bên hàng cà phê sở hữu đơn kim vô địch. Tuy nhiên thì trận giải bóng đá trên cúp bạch mai cúp lần thứ hai thì các cầu thủ bạch các cầu thủ cầu thủ sport không đăng ký tham dự. Đó là một điều thực sự đáng tiếc là thất bại trước việc tuyển bạn dù Vĩnh Long. Xin chào ra bốn quý, xin chào Kha Vàng. Phía cuối đây được bóng rồi. Đó là cơ hội. 13. Chân trái. Cú sút chân trái. 13. Rất hay, rất nhanh. Và xử lý rất nhanh của 13. Rất hay. Và cài đè rất tốt của phía cuối. Kiến tạo cho 13. Ghi bàn. Rất hay. 2-0. Và pha xử lý cũng rất gọn gàng của đội bóng số 4. Lê Bảo Minh đang cố thủ. Đây là một cuối. Đi vô từ rất đây được bóng rồi. Các khán giả sân năm tại Cần Thơ cũng như là Trung Hiếu. Thì cô của đội người đưa anh Isoko. 13 từ Trung Hiếu. Đã bóng cho lên. Và dứt điểm không thành công của Ngọc Lành. Thì mọi thứ những xin đọc kỹ ngang Tiến Đạt. Xin chào Tiến Nguyên Kha Phạm. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nêu còi kết thúc trận đấu đầu tiên. Các cầu thủ Lê Bảo Minh vẫn đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-0. Tiếp tục hiệp 2 nha anh em. Cố gắng lên. Đá trận này đá nhiều quá, cố gắng lấy cái hơi lấy cầm dáng này luôn lại sau này mình sẽ thi đấu tốt luôn. Cố lên anh em. Ok chứ. 1 2 3 lên lên. Phản công của Lê Vĩnh Long. Phản công Lê Minh FC. 3-2. Và nhả xuống rất tốt. Có dứt điểm không? Không được. Và phòng ngự rất tốt của Bé Chí. Cặp lần đang trở lại đối với các cầu thủ bên phía Lê Bảo Minh. Họ vẫn đang thi đấu rất ung dung và thanh thản. Thì vẫn đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-0 trước Đi Lăng FC đến từ Vĩnh Long. Mọi người rất hay, Đỗ Kim Thái. Một cú sút của Đỗ Kim Thái sát ngay góc thủ môn của Đi Lăng Vĩnh Long, không có cơ hội gạt phá. Đó là thắng rồi. Cú sút rất mạnh và hiểm của Đỗ Kim Thái. Quá hay, Đỗ Kim Thái, em của Đỗ Kim Phúc. Của bên Sa Ta Pha, tuy nhiên họ vẫn chưa thành công. Cú sút ngay có thể bước lên không vào tại mặt đất Tây Đô. Pha phòng ngự rất tốt của Bé Chí. Công lên đột phá không thành công. Thành công cho Relax Vĩnh Long. Mục tiêu là rất cao ở giải đấu năm nay. Và các bạn nhớ theo dõi lượt trận knock out trận đấu cuối cùng sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ tối. Tiếp tục một pha dứt điểm rất mạnh của Kim Thái. Truyền thông thế thao quay nãy giờ rồi. Bất xúc ở vị trí thứ hai. Chắc kia. Pha chuyền ngang. Và một bàn thắng của Đỗ Kim Thái 4-0. Và rất dễ dàng với tình huống trước đội này. Quá hay. 4-0 rồi. Đúng là sự khó khăn dành cho các cầu thủ Đi Lăng với một đội và các cầu thủ bên phía Đi Lăng FC đã sử dụng play. Power play. Họ phải có bàn thắng để rút ngắn đôi mặt tỷ số. Nếu để thua đậm, họ sẽ mất vị trí thứ hai vào tay của đại lý Biên Thành Dương. Đối với đội bóng Thủ Vạn Châu, liên tục bóng pha chuyền trở lại đối với các cầu thủ bên phía Đi Lăng. Rất bình tĩnh, chắn cháy, chưa thể chúng ta cứu được.
pha dứt điểm ra ngoài của Nam Ca. Họ vẫn đang loay hoay để tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của đội bóng mình. Quang Tuấn chặt thế, pha phòng ngự rất tốt của bé Chí. Thành Đạt có hai cầu thủ bên phía đội bóng áp sát Thành Đạt trong tình huống này. Vận động viên đến từ phía Bắc Linh cũng đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay, vẫn là không thành công. Đây là tình huống dứt điểm từ xa và dứt điểm của Đinh Tuấn Thành ra ngoài, pha đá rất nhẹ từ từ của Đinh Tuấn Thành từ sân nhà. Xin chào toàn gia bảo và xin chào tất cả mọi người. Và các trận đấu ở vòng knockout sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ chiều hôm nay, và tất cả các trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VN Đô. Và đá ngay không vào, theo dõi một pha đá vào gôn nhưng không thành công của Nam Ca. Tiếp tục là chiến thuật vào vòng play bóng đá học Trần Thư. Xin chào Đặng Đình Phương, xin chào Dương Vũ, xin chào Thái Bình, xin chào Trần Dĩ Khang, xin chào Gia Bảo và xin chào 1500 anh em đang theo dõi đội sống trực tiếp trận đấu hôm nay. Và vào pha ghi bàn của Đỗ Kim Thái. Như vậy thì đã có bàn thắng thứ 5 dành cho đội bóng Lê Bảo Minh. Sự như các cầu thủ bên thì United FC đã bị vỡ trận ở trận đấu hôm nay. Đúng là chuyên thuật pha vừa rồi mang tên con dao hai lưỡi và họ đã không thành công trong những phút vừa qua. Bóng đang trở lại đối với Dắt. Họ vẫn đang tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một tinh thần rất tốt dành cho đội bóng đến từ Vĩnh Long. Đường truyền vừa rồi là của Thành Đạt. Cơ hội Thành Đạt. Wow, qua dứt điểm ngay. 2-3 liên tiếp. Trong cú đá này đến từ cầu thủ mặc áo số 7 đang là 5 cầu thủ trẻ của Lê Minh FC. Mọi người có thể gọi Đỗ Kim Thái, em của Đỗ Kim Phúc. Tại giải đấu năm nay, Đỗ Phúc có người anh em song sinh đã bóng phổi cực kỳ tốt anh em ơi. Trên sân số 2 thì Bia Thành Điều cũng đang dẫn trước Ngọc Thủy FC với tỷ số là 8-2. Vừa nói hết giờ cái là kêu hết giờ luôn. Ghê thật. Hay thật. Dạ. Okay. Kết thúc trận đấu. Tỷ số là 5-0 nhưng về Lê Minh FC. Thông tin đối với tất cả các khán giả, chúng ta mừng ghế đối với trang tin. Và một trận thi đấu quá nhẹ nhẹ của Lê Minh FC với chiến thắng 5-0. Rất là nhẹ nhàng và thẳng tiến vào vòng tứ kết với 9 điểm, 3 trận thắng liên tục. Quá hay, nếu thấy hay thì nhớ like nha. Đừng quên subscribe channel của mình vì sẽ còn những trận thi đấu ở vòng tứ kết. Và nếu chiến thắng ở tứ kết sẽ còn trận bán kết nữa nha. Nhớ đón xem trên kênh Thirita Soccer nha. Chào, hẹn gặp lại.